chương trình tư vấn tâm lý và chăm sóc tinh thần mùa dịch. Ngọc Anh kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Radio Psycare chăm sóc tinh thần mùa dịch. Kính thưa quý vị, chương trình radio này được thực hiện bởi Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Báo Tuổi Trẻ, nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu xây dựng một số hoạt động chăm sóc tinh thần cho đối tượng tại khu cách ly. Thưa quý thính giả thân mến, đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian này, làm gì cũng phải trở về nhà trước giờ giới nghiêm là 16 giờ, có lẽ đã trở nên quen thuộc. Đường phố vắng hoe, những ánh đèn vàng vọt trên những con đường im lặng cúi đầu. Trong những ngôi nhà, trên các tòa cao ốc, ánh đèn sáng hắt ra từ các khung cửa sổ. Ta nghe cả tiếng côn trùng rỉ ra rìa những hàng cây ven đường. Âm thanh tưởng chừng như yên bình, nhưng nó tồn tại ở ngay tại cái thành phố mà người ta vẫn gọi là ồn ào nhất nước. Có lẽ khiến chúng ta quá buồn bã, quá bất ngờ, quá hoang mang. Bởi lẽ sau cái yên ắng của phố xá, đó là những cuộc chiến không có giờ nghỉ của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, là những đêm không dám ngủ gục của bộ phận trực tổng đài, của bộ phận phản ứng nhanh, là ánh mắt hoang hoải nhìn sâu vào bóng đêm của những cán bộ chiến sĩ trực chốt và cả những tiếng thở dài đầy trăn trở, trắc ẩn của những anh em trong đội thiện nguyện hỗ trợ người dân. Thưa quý vị, trong chương trình radio ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện, với bao mảnh đời, với nhiều cảm xúc của những đêm không ngủ. Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ? Riết rồi không có biết ngày tháng nữa. Nhìn vào ổ đánh dấu trong nhật ký mới biết mình đã trải qua 40 ngày ở bệnh viện dã chiến rồi. Thời gian thật là nhanh. Cứ quay qua chăm sóc bệnh nhân này rồi bệnh nhân khác, phải là hết ngày. Thời gian được đếm theo chu kỳ của bệnh nhân. Để mình nhớ coi. À này thì ngày thứ 10 của cô tóc ngắn có bệnh lý nền là sỏi thận, là ngày thứ 7 của anh chàng cao to như luật sĩ, vậy mà hai hôm nay đã phải thở bằng oxy rồi. Là ngày thứ 3 của chị tóc màu nâu nâu đẹp đẹp ấy. Chị này thì ít nói chuyện, cứ nhắm mắt nằm trên giường ngủ suốt. Mình phải giải thích và năn nỉ mãi chị ấy mới chịu vận động và ra tắm nắng tại lan can. Là ngày thứ 14 của chú xe ôm công nghệ đã được âm tính lần 1 rồi. Chú ấy dễ thương lắm, lúc lên cơn đau cũng không một tiếng than thở. Nhưng mà lúc khỏe cứ thấy tụi mình đi thăm khám lại hay hỏi han: các cô chú có mệt lắm không? Tụi tôi không có sao, các cô chú cứ nghỉ ngơi một tí đi, làm mãi sức đâu mà chịu nổi. Thương ơi là thương. Từ ngày vào đây, chưa đêm nào trọn chất, tiếng ho của bệnh nhân, tiếng hít thở khò khè, tiếng rên đau đớn thực sự rất ám ảnh. Và quan trọng hơn hết, mình luôn trong tâm thế sẵn sàng bật dậy khi nghe tiếng ai đó gọi: bác sĩ ơi, sớm một tí, nhanh một tí sẽ giành lại được mạng sống của nhiều người. Bởi lẽ ranh giới giữa sống và chết giờ đây là một hơi thở mà thôi. Những dòng nhật ký của nhân viên y tế này cũng như bao nhiêu câu chuyện khác được các lực lượng tuyến đầu viết lên Facebook của mình trong những đêm không ngủ. Và thế mới thấy, có được một giấc ngủ tròn đầy với nhân viên y tế hay với bệnh nhân lúc này là điều mong ước, là điều xa xỉ, là điều quý giá biết bao nhiêu. Và đây là một câu chuyện khác của độc giả Quốc Thái gửi đến trong những đêm không ngủ của mình. Anh và các đồng đội đang làm nhiệm vụ trực tổng đài của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh 028 38 22 32 12, và kênh tổng đài 1022 chuyển qua. Anh chia sẻ, anh và đồng đội vẫn chưa kịp ăn cơm tối, nhiều nhu cầu cá nhân như vệ sinh này nọ nhiều khi cũng quên và nhịn luôn vì tâm trí lúc nào cũng căng thẳng, tiếp điện thoại liên tục. Mỗi một ngày, mỗi người nhận hơn 400 cuộc gọi từ người dân gọi lên hỗ trợ, rồi lại gọi nhiều cuộc gọi khác, sắp xếp dữ liệu và chuyển đến các mạnh thường quân để hỗ trợ nhu yếu phẩm, chuyển thông tin cho y tế. Làm ngày làm đêm nên anh em đã không còn phân biệt được ngày và đêm nữa. Đôi khi mệt quá thì nằm gục tạm ở bàn rồi tỉnh ngay, làm tiếp. Ấy vậy mà cũng còn nhiều lời phàn nàn lắm, cũng chưa cảm thông nữa. Xin đừng căng nhăn, sao tôi gọi mà máy bận hoài? Bởi điện thoại không ngừng reo và phải trả lời liên tục các yêu cầu giúp đỡ anh chị ạ.
Xin đừng câu có hay lớn tiếng, sao hốt hoài mà không thấy tới giúp. Vì nếu bạn nhìn thấy cảnh các tình nguyện viên tất tả khuân vác, chia sẻ hàng hóa, chạy tới chạy lui miệt mài không ngơi nghỉ từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, với mong muốn nhanh chóng chuyển hàng đến tay người dân, thì bạn sẽ nghĩ khác. Xin đừng giận chúng tôi khi bị cắt ngang vì những lời than vãn, tâm sự dài lê thê, bởi vì nên nhanh chóng giải quyết cho bạn để còn giải quyết cho các trường hợp khác do rất đông người dân gọi đến. Xin đừng hờn chúng tôi khi nhận hàng xấu ít vậy, có như đây à, bởi vì còn rất đông người dân cần hỗ trợ, một miếng khi đói bằng một gối khi no. Và nếu bạn nhìn thấy cảnh các chiến sĩ tình nguyện phải ăn vội vàng để nhanh lên đường tiếp tục, bạn sẽ thông cảm với chúng tôi hơn. Xin đừng trách khi chúng tôi trả lời ngắn gọn hay nói ngắt quãng, đó không phải vì chúng tôi không tôn trọng bạn, mà bởi vì đã hoạt động quá công suất nên còn chút ít hơi để nói mà thôi. Và nếu bạn đến được nơi này, lúc này, sẽ nhìn thấy cảnh không ngủ ở nơi đây. Và nếu như bạn có chút chia sẻ với chúng tôi, xin hãy biết rằng cứ thỉnh thoảng lại có những chiến sĩ tình nguyện bị đưa đi cách ly vì họ bị trở thành F0. Họ, với mong muốn giúp đỡ cho xã hội phòng chống dịch, thì nay đến phiên họ bị con virus quá ác đó tấn công. Thưa quý vị, những lời nhắn gửi đầy tâm tình của đội ngũ tiếp nhận và hỗ trợ người dân kênh Tổng Đài đã quá tải trong nhiều ngày qua. Ai cũng kiệt sức khi cường độ làm việc áp lực kéo dài. Thế nhưng khi hỏi về việc tham gia làm tình nguyện viên hoặc dừng lại nghỉ ngơi thì ai cũng lắc đầu ngoài ngoại và mỉm cười. Bà con đang cần bình, rất nhiều người đang chờ ngoài kia sẽ cố gắng để nhận cuộc gọi và xử lý nhanh nhất. Chỉ mong bà con hiểu được và thông cảm thôi. Cùng cảnh ngộ với anh Quốc Thái ở trên, chúng tôi cũng bắt gặp những đêm không ngủ của anh Thế Huy, một nhóm từ thiện cộng đồng tự lập cũng chia sẻ. Cũng lâu rồi mình không dám ngủ sớm, lúc nào cũng ngồi ôm chiếc điện thoại đề phòng khi có cuộc gọi cần hỗ trợ, có người cần động viên, có người cần hỗ trợ oxy, xe cấp cứu, cứ ôm điện thoại, cứ để chuông lớn vì sợ lỡ đâu mình ngủ quên thì họ lại mất đi một sự giúp đỡ. Và đêm cũng thế, tôi cũng thường chập chờn như thế. Trân quý làm sao những đêm không ngủ như vậy phải không quý vị? Để có những gói rau, để có những bình oxy miễn phí, để có được niềm vui đoàn tụ gia đình khi vượt qua Covid, thì có biết bao đêm không ngủ của nhiều người, những lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm hết lòng, hết sức. Và các bạn có biết đâu, chính những lực lượng tuyến đầu là người cần được chăm sóc tinh thần lẫn thể chất nhiều nhất. Hãy cùng đến phần chia sẻ của chuyên gia, cũng như là chia sẻ của những người làm chương trình này, gửi trao đến lực lượng tuyến đầu với lòng kính yêu và biết ơn vô bờ bến. Lời đầu tiên xin được bày tỏ lòng tri ân đến các lực lượng đang tham gia những công việc khác nhau ở tuyến đầu chống dịch, bởi vì đây là những công việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa trong việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng trước dịch bệnh. Đồng thời cũng xin được chia sẻ với những khó khăn, những căng thẳng mà các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch đang phải đối diện hàng ngày. Chính vì lẽ đó thì việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đội ngũ là vô cùng cần thiết. Và càng cần thiết hơn nữa khi mà mỗi người chúng ta cần phải biết cách để tự chăm sóc cho chính mình, bởi vì khi chúng ta ổn thì chúng ta mới có thể trợ giúp cho người khác một cách tốt nhất. Xin được gợi ý một vài cách để mỗi người chúng ta có thể tự chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình. Đầu tiên, mình cần phải nuôi dưỡng những cái năng lượng tích cực cũng như là những cái động lực cho công việc của mình bằng cách là mình dành sự tập trung để nhớ về sứ mệnh và ý nghĩa của công việc mình đang làm. Có rất là nhiều người đang cần chúng ta, cho nên là chúng ta cần phải vững vàng để tiếp tục công việc của mình. Muốn như vậy thì mỗi người chúng ta dù công việc có bận rộn như thế nào thì chúng ta cũng cần cố gắng để duy trì được sự cân bằng trong cuộc sống của mình và duy trì được sự cân bằng về tâm lý bằng cách là chúng ta tận dụng những cái thời gian rảnh rỗi mà chúng ta có thể để chúng ta cho phép bản thân mình thư giãn. Chúng ta có thể làm những cái hoạt động rất là quen thuộc như mình có thể nghe một bản nhạc, xem một bộ phim, uống một tách trà, một tách cà phê,
trong một cái không gian có những cái mùi hương nhẹ nhẹ. Hoặc là mình có thể trải nghiệm những cái bài tập vận động có cường độ cao để mình giải phóng những cái năng lượng tiêu cực đang tích trữ ở bản thân mình. Thêm nữa là mỗi khi mà chúng ta cảm thấy bản thân mình căng thẳng thì mình cho phép bản thân mình thừa nhận nó và chia sẻ với những người xung quanh. Chúng ta có thể chia sẻ điều đó với những người thân của mình, chúng ta có thể chia sẻ với đồng nghiệp hoặc bất kỳ một người nào đó mà chúng ta cảm thấy thoải mái và tin tưởng. Bởi vì dù có là ai thì chúng ta sẽ có những lúc chúng ta gặp khó khăn, chúng ta trải nghiệm sự căng thẳng và ai cũng sẽ cần đến sự chia sẻ vào những lúc cần thiết. Cuối cùng là chúng ta cần tiếp tục nuôi dưỡng những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc tích cực để chúng ta có thể chủ động ứng phó tốt hơn trước những cái tình huống khó khăn mà mình có thể gặp phải, bằng cách là mình có những cái câu nói để tự trấn an bản thân của mình. Mình tập trung suy nghĩ của mình vào những cái thông tin tích cực và mình hạn chế thu nhận quá nhiều những cái thông tin tiêu cực. Và mình ý thức được rằng là sẽ có những việc nó nằm trong vòng kiểm soát của mình, nhưng cũng sẽ có những cái việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Thì những cái lúc đó mình cần phải chấp nhận và cho phép bản thân mình buông bỏ để không bị mắc kẹt vào những cái điều mà mình không thể kiểm soát được. Hy vọng rằng đó là một vài chia sẻ có thể giúp cho những người đang tham gia công việc chống dịch ở tuyến đầu có thể tự chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình. Một lần nữa, xin được gửi những cái năng lượng tích cực, yêu thương và bày tỏ sự tri ân đến các lực lượng đang tham gia chống dịch. Cuộc chiến với Covid còn dài, không phải ngày một ngày hai mà chấm dứt. Chúng ta cần nâng cao sức mạnh thể chất và tinh thần để đi dài với cuộc chiến này. Làm thế nào để có thể nâng cao sức mạnh nội lực này? Mời quý vị sẽ cùng đến với một vài bí kíp chia sẻ ngay sau đây. Thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất ngay khi làm nhiệm vụ căng thẳng tại khu cách ly, như tập các động tác thể dục đơn giản, ăn uống đầy đủ, đảm bảo đồ bảo hộ, uống bổ sung chất C để tăng cường đề kháng. Quan tâm đến sức khỏe tinh thần của chính mình khi hàng ngày phải đối diện với nhiều hoàn cảnh đau thương và bầu không khí căng thẳng, stress. Có những cách thức sau để giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, đặc biệt là cải thiện cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực khi đang làm nhiệm vụ tuyến đầu. 1. Nói với bản thân về những điều tích cực. Cảm xúc của bạn phần lớn do những dòng suy nghĩ của bạn quyết định. Dù ngoại cảnh bên ngoài có nhiều khó khăn và bất lợi, có thể sẽ làm cho bạn mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu. Nhưng sao bạn không thử nói với chính mình những câu nói tích cực, lạc quan như mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ sớm kiểm soát được dịch. Mình đang làm một nhiệm vụ rất đặc biệt và ý nghĩa. Hãy nghĩ về điều làm cho bạn vui và tích cực. Cảm xúc và tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. 2. Viết ra những điều khiến bạn biết ơn. Lòng biết ơn có tác dụng mạnh mẽ lên tâm trí của mỗi người, mang đến cảm xúc hạnh phúc từ sâu bên trong. Phương pháp viết về hành trình biết ơn hoặc viết nhật ký biết ơn mỗi ngày được xem là điều có thể tăng cảm xúc tích cực. Chiêm nghiệm sự biết ơn qua dòng hồi tưởng cũng sẽ giúp bạn lắng dịu lại suy nghĩ. Để nguồn năng lượng hạnh phúc thăng hoa lâu dài, bạn nên thực hành viết thường xuyên. 3. Mở lòng với những người xung quanh, đồng nghiệp, người dân, v.v. Khi bạn biết rằng bạn có giá trị trong mắt người khác hoặc được người khác tôn trọng, cũng mang đến cho bạn trạng thái tích cực. Hơn nữa, việc mở lòng với những người đáng tin cậy cũng sẽ giúp bạn gia tăng chỉ số hạnh phúc. Nếu bạn có thể tìm ra những khía cạnh tích cực ở người khác, bạn cũng có thể làm tốt hơn trong việc nhận ra những ưu điểm của bản thân mình. 4. Giúp đỡ mọi người khi có cơ hội. Các nghiên cứu cho thấy, việc giúp đỡ người khác có ảnh hưởng tích cực đến cách bạn cảm nhận về bản thân. Bạn tặng những điều tử tế và tích cực cho mọi người, không chỉ giúp bạn nâng cao giá trị bản thân mình, mà còn là cách tuyệt vời để phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống cho chính bạn trong mùa dịch này. Chúc cho các bạn luôn duy trì được trạng thái tinh thần tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch mà nhân dân tin tưởng và kỳ vọng nha.
Kính thưa quý vị thính giả, dịch bệnh là điều bất khả kháng đã xảy ra với chúng ta và những tổn thất là điều hiển nhiên. Thế nhưng, trong cuộc chiến ấy, đã có không ít hoa giữa đời tự nguyện lao vào tuyến lửa để giành giật sự sống, mang lại sự an toàn, no ấm cho mọi người, luôn hết lòng vì khoác trên vai màu áo đặc thù. Để rồi câu hát, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, cứ ngân vang lên trong tâm khảm của mỗi người về tình người, tình dân, tình quân đồng cảm, thấu hiểu đầy yêu thương và những đêm không ngủ. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Radio chăm sóc tinh thần mùa dịch PsyCare, chương trình được thực hiện bởi Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Báo Tuổi Trẻ, nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu xây dựng một số hoạt động chăm sóc tinh thần cho đối tượng tại khu cách ly. Đến đây cũng xin phép được khép lại. Email góp ý chia sẻ đến chương trình vui lòng gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc gửi thư về trang fanpage PsyCare tư vấn và chăm sóc tinh thần mùa dịch để được kết nối và gửi thông tin hỗ trợ quý vị nhé. Còn bây giờ Ngọc Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.